Miss Hương Yoga xin kính chào các bạn. Nếu đây là lần đầu các bạn ghé thăm kênh của mình thì hãy đừng chần chừ, nhấn vào nút đăng ký, subscribe kênh cũng như ấn vào nút chuông để nhận được thông báo từ Miss Hương nha. Và nếu bạn thấy video này có ích, hãy like và giúp Miss Hương chia sẻ video đến với những người khác, hẳn là họ sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều đấy. Các bạn thân mến, ai ai cũng muốn có một cơ thể khỏe mạnh và luôn tràn đầy năng lượng tích cực đúng không nào? Bạn có biết việc ngủ sớm, dậy sớm quyết định đến 70% sức khỏe của bạn không? Nếu bạn không biết thì hãy dành một vài phút cùng với Miss Hương suy ngẫm về điều này nhé! Trái đất quay xung quanh mặt trời là quy luật bất biến. Nó không vì ý chí của con người mà thay đổi. Nó vận hành theo quy luật khách quan. Chúng ta chỉ có thể thuận theo quy luật đó mà thôi. Nhưng thực tế là chúng ta luôn cố gắng để chiến đấu lại với quy luật này, gây ra sự mất cân bằng trong sinh hoạt, dẫn đến cơ thể không khỏe mạnh, mệt mỏi hay bệnh tật. Chỉ cần chúng ta gỡ bỏ cái tôi xuống mà vận hành cơ thể theo quy luật của vũ trụ, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra với sức khỏe của mình. Hôm nay, Miss Hương Yoga xin được chia sẻ với các bạn về việc thức dậy sớm. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trong năm tạo nên một chu trình sự sống. Mùa xuân là mùa của việc gieo hạt, hạt giống đâm chồi nảy lộc thành cây con. Mùa hạ để cây cối phát triển, cho hoa, cho trái. Mùa thu là mùa hoa trái chín vàng, chờ được thu hoạch. Và mùa đông là đem thành quả này đi cất trữ. Năm sau sẽ lặp lại quá trình như vậy. Và mỗi một khâu nào đó bị thiếu cũng sẽ không cho mùa màng bội thu. Một ngày là hình ảnh thu nhỏ của một năm. Mùa xuân, gan sinh ra dương khí. Mùa hạ, dương khí phát triển ở tim dưới ánh nắng mặt trời. Mùa thu, dương khí thu dần về trong phổi. Và mùa đông, dương khí hoàn toàn nằm ở thận. Thành quả của một ngày đã được nhập kho vào cơ thể của chúng ta. Tương tự, một khâu nào đó bị thiếu đều không cho ta cơ thể khỏe mạnh, ngược lại sẽ sinh ra bệnh tật. Mùa xuân của cơ thể bạn là khoảng thời gian từ 3 đến 9 giờ sáng. Cụ thể, 5 giờ sáng là thời điểm dương khí của vũ trụ được sinh ra và sẽ ít dần đi cho đến 9 giờ sáng. Để hấp thu được năng lượng dương này, chúng ta cần thức dậy, vận động để gan gieo dương khí vào cơ thể bạn. Vì vậy, 5 giờ sáng chính là thời điểm vàng để các bạn thức dậy mà không bỏ lỡ một chút dương khí nào từ vũ trụ trao gửi cho chúng ta, bạn nhé! Bạn thấy đấy, việc dậy sớm quyết định một ngày của bạn. Bạn dậy muộn tức là bạn tự mình hủy bỏ đi dương khí. Bạn không gieo hạt thì làm sao có cây trồng, làm sao có hoa, có trái, làm sao có mùa màng bội thu, làm sao bạn có sức khỏe tốt được. Nên đừng ngủ nướng nữa các bạn ơi, cùng nhau dậy sớm, trải thảm ra và tập yoga cùng với Miss Hương nhé. Hôm nay, Miss Hương Yoga sẽ gửi đến các bạn một bài tập căng giãn tổng hợp 40 phút ở trình độ cơ bản mà ai ai cũng có thể tập được. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé! Namaste! Xin chào các bạn! Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào buổi tập nhé! Nào, nhẹ nhàng đưa cơ thể mình về tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay đặt trên đầu gối. Các bạn có thể để tay tự nhiên hoặc kết ấn lại đều được. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Cảm nhận hai xương ụ ngồi tiếp xúc với lòng đất. Từ từ vươn thẳng cột sống lên phía bầu trời. Đẩy ức lên cao và thả lỏng hai vai. Chúng ta hãy hướng sự chú ý vào điểm giữa của hai lông mày. Tập trung theo dõi hơi thở của mình. Từ từ hít sâu, đẩy căng bụng lên. Thở ra, hóp bụng lại. Hít vào, đẩy căng bụng lên nào.
nhẹ nhàng thở ra, hóp bụng lại. Tiếp tục hít sâu, căng phình bụng lên. Thở ra, hóp bụng lại. Nào mời các bạn nhẹ nhàng hướng con ngươi xuống phía bên dưới. Từ từ mở mắt và nhìn thẳng về trước nào. Chúng ta hãy bắt đầu buổi tập ngày hôm nay nhé. Thả hai tay sang hai bên, vẫn lưng thẳng. Hít vào, vươn hai tay lên phía bầu trời. Vươn dài cổ, nâng cầm mắt nhìn lên thao tay. Thở ra nhẹ nhàng, thả tay xuống, thu cầm về phần giao của hai xương quai xanh. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên, đẩy cao lồng ngực lên. Chú ý không thả đầu về sau, các bạn vươn dài cổ thôi. Thở ra nhẹ nhàng, thả tay xuống, thu cầm lại. Nào tiếp tục hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn tay, kéo giãn nhóm cơ phía đằng trước cổ. Thở ra nhẹ nhàng, thả tay xuống, thu cầm lại, kéo giãn nhóm cơ phía đằng sau cổ, không thả đầu về trước. Tiếp tục nào, hít vào, vươn tay lên. Thở ra, thả xuống. Cố gắng hít thở nhịp nhàng, uyển chuyển cùng với động tác của tay. Hít vào, tiếp tục vươn hai tay lên. Thở ra, nhẹ nhàng, thả tay, thu cầm nhìn xuống. Vòng cuối nhá, hít vào, vươn hai tay lên các bạn. Đan tay lại và ngửa lòng bàn tay, mắt vẫn nhìn lên thao tay, giữ ở đây. 5, hít thở nhịp nhàng. 4, 3, cảm nhận lồng ngực kéo căng. 2, cảm nhận cánh tay và vai kéo căng. Và 1, rồi nhẹ nhàng thở ra, thả tay xuống, thu cầm lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục giữ ở đây, hít thở sâu và đều, nhớ không thả đầu về trước. 5, 4, hít thở nhịp nhàng nào. 3, 2, và 1. Hít vào, nâng người lên, đưa hai tay sang ngang. Thở ra, đưa tay trái bám vào gối phải, nghiêng lườn sang phía bên trái, xoay cổ nhìn lên. Hít vào, quay trở về trung tâm. Thở ra, tay phải bám vào gối trái, xoay cổ nhìn lên. Hít vào về trung tâm. Thở ra, tiếp tục nghiêng lườn sang phía bên trái. Hít vào, quay trở về. Thở ra, nghiêng sang phải. Hít vào. Thở ra, kéo giãn lườn phía bên phải ra nào. Kéo thẳng cánh tay phải. Giữ và hít thở sâu ở đây. 5, 4, 3, 2, và mổ, rồi nhẹ nhàng nâng người lên, hít vào, vươn thẳng cánh tay phải lên. Thở ra, vòng tay phải qua phía đằng sau, bám vào đùi trái, vặn cột sống, xoay cổ nhìn ra sau. Tiếp tục giữ và hít thở sâu. 5, cố gắng vươn thẳng lưng lên nào các bạn. 4, thu nhẹ cầm lại, mặt hướng ra sau. 3, 2, 1, nhẹ nhàng quay trở về, hít vào. Thở ra, tay phải bám gối trái, vươn tay trái áp sát vào tai, nghiêng lườn sang phải và xoay cổ nhìn lên. 5, hít thở nhịp nhàng. 4, 3, 2, và 1, rồi nhẹ nhàng hít vào, thẳng lưng lên. Thở ra nhẹ nhàng, vòng tay trái qua phía đằng sau, ôm lấy đùi phía bên phải, vặn cột sống, xoay cổ nhìn ra sau, giữ ở đây nào. 5, 4, 3, vươn thẳng lưng lên nào các bạn. 2,
Và mổ từ từ quay về trung tâm, hít vào, đưa hai tay sang ngang, thở ra xoay vai, chống tay ra phía đằng sau, nâng cổ tay. Hít vào đẩy ức lên cao, hạ vai xuống, bám mông xuống sàn. Vươn cầm lên, mặt hướng lên. Thở ra kéo dài cột sống về trước, bụng bám vào chân, hạ trán xuống sàn, áp lòng bàn tay xuống. Nào tiếp tục hít vào cuộn lưng, nâng người lên, vòng tay qua sau, bả vai sát nhau, đẩy cao ức lên. Chúng ta chú ý không thả đầu về sau nhé các bạn. Rồi nhẹ nhàng thở ra kéo dài cột sống về trước, bụng bám sát đùi, hạ trán xuống. Nào lại cuộn lưng, nâng người lên, hít vào từ từ đẩy cao ức lên. Lần này nhẹ nhàng nhổm hông lên và dùng cơ đùi đẩy hông về phía đằng trước. Nhớ chắc cơ đùi lại. Thở ra thả hông xuống, tiếp tục vươn dài cột sống về trước, bụng chạm chân, trán chạm sàn, lòng bàn tay ốp sát xuống. Tiếp tục hít vào, nâng người lên, xoay vai, chống tay ra phía đằng sau, đẩy ức lên cao. Nhẹ nhàng nâng hông lên và đẩy hông về trước, nhớ không thả đầu ra sau. Thở ra thả hông xuống, vươn dài cột sống về trước. Chuỗi tư thế này giúp các bạn có cột sống mềm mại hơn và cơ đùi khỏe mạnh hơn nhé các bạn. Vai cũng sẽ được làm linh hoạt và khỏe mạnh hơn. Vòng cuối nào hít vào nâng người lên, xoay vai, chống tay ra sau, đẩy ức, đẩy hông lên và đưa hông về trước. Giữ ở đây, hít thở sâu 5, 4, nhớ không thả đầu về sau 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng thở ra thả hông xuống, vươn dài cột sống về phía đằng trước, bụng bám sát chân, trán chạm sàn, lòng bàn tay ốp hẳn xuống. Xoay rộng ngón tay 5, giãn vùng thắt lưng ra 4, 3, 2 và 1. Từ từ cuộn lưng, nâng người lên, thoát ra khỏi tư thế đi nào các bạn. Rồi bây giờ mình vươn thẳng hai chân về phía đằng trước, thả lỏng cho chân. Tay để ở ngang với hông luôn, hoặc nếu ai bị cuộn lưng á, chúng ta có thể chống tay ở phía đằng sau đẩy cho lưng thẳng lên. Nào để chân rộng bằng hông, hít vào gập cổ chân, hướng các ngón chân về phía cơ thể. Thở ra duỗi thẳng cổ chân, vuốt ngón chân về trước. Hít vào gập cổ chân, thở ra duỗi. Tiếp tục hít vào gập, thở ra duỗi. Hít vào gập cổ chân, cố gắng thẳng lưng lên, giữ ở đây 5. Ai có thể căng gối, nâng gót chân lên khỏi sàn nhà 4. 3, cố gắng thẳng lưng, chắc cơ bụng 2. 1, nhẹ nhàng thở ra duỗi, vuốt thẳng ngón chân về trước 5. Có thể nữa lại căng gối, nâng gót chân khỏi sàn 4. 3, 2, 1. Chúng ta xoay cổ chân nhờ. Nào, 1, 2, 3, 4 và 5. Xoay ngược lại nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi quay trở về trung tâm nào. Chúng ta đan hai tay và xoay nhẹ nhàng cho cổ tay. Đưa tay về trước và lấy tay phải kéo gập cổ tay trái, rồi bẻ ngược lại nhấn vài nhịp. Đổi bên nào, tay trái kéo gập cổ tay phải, bẻ ngược lại nhấn vài nhịp. Nhẹ nhàng thả hai tay ngang hông các bạn nhé, chân mở rộng bằng vai. Từ từ hít vào ốp lòng bàn chân xuống, đẩy hông đẩy ức lên cao, vươn cầm lên, mặt hướng lên. Thở ra nhẹ nhàng thu hông về vị trí ban đầu, dựng bàn chân lên luôn. Hít vào vươn hai tay. Thở ra vươn cột sống dài dọc theo chân phải, tay ôm lấy chân. Hít vào vươn tay lên. Thở ra vòng tay ôm lấy chân trái, cố gắng bụng bám sát vào đùi nhé các bạn. Tiếp tục hít vào vươn tay lên. Thở ra lại chống tay ngang hông, ốp lòng bàn chân xuống đi nào. Hít vào đẩy hông và ức lên, mặt hướng lên, không thả đầu về sau. Thở ra từ từ thu hông về vị trí ban đầu. Hít vào vươn tay. Thở ra tay ôm chân phải. Nào tiếp tục nào, hít vào vươn hai tay. Thở ra vươn cột sống dọc theo chân trái.
cố gắng bám bụng sát đùi. Hít vào, vươn tay lên nâng người lên, thở ra chống tay ngang hông, ốp lòng bàn chân đẩy hông và ức lên, giữ ở đây, hít thở sâu, 5, không thả đầu về sau, 4, hông lên một chút xíu nữa chắc cơ đùi, 3, 2, 1, từ từ thở ra thả hông về vị trí ban đầu, nào vươn tay đẩy cao ước vươn dài cổ sống, thở ra tiếp tục vươn cổ sống dọc theo chân phía bên phải nào. Cố gắng chúng ta vươn dài, mỗi lần thở ra 5, 4, ai không bám được vào đùi và lưng cuộn á, các bạn có thể đặt tay xuống dưới sàn nhà như này và cố gắng giữ cho cột sống của mình thẳng, mắt nhìn theo chân. 3, 2, và 1. Rồi từ từ hít vào, nâng người lên, vươn dài cột sống. Thở ra cột sống vươn dài theo chân trái, giữ 5, không bám được bụng vào đùi, giữ lưng thẳng, 4, 3, 2, và 1, rồi từ từ hít vào, nâng người lên, co gối trái lại áp vào lòng bàn chân phía bên phải, chân phải vẫn hướng về trước, lòng bàn chân hướng về trước, ngồi ngay ngắn, hít vào, vươn hai tay kéo dài cột sống lên phía bầu trời, thở ra vòng tay ôm lấy bàn chân, ôm được rồi hít vào, một hơi thật sâu đẩy mông về sau, và thở ra bám người sát vào chân nhất có thể, ai bám được bụng và ngực xuống rồi thì vươn cầm về phía cẳng chân, giữ ở đây, 5, không bám được các bạn cũng đừng lo hạ tay xuống dưới sàn nhà như này. Lưng thẳng mắt nhìn theo trần. 4, 3, cố gắng kéo căng nhóm cơ phía đằng sau chân phải ra nhé mọi người. 2, và 1. Rồi chúng ta nhẹ nhàng hít vào, nâng người lên, vươn hai tay lên. Thở ra xoay vai của mình sang phía bên trái, hạ tay khuỷu tay trái xuống, vươn tay phải áp vào tai, xoay cổ nhìn xuống, bám mông xuống, 5, 4. Ai chưa cảm thấy căng, các bạn có thể vươn tay phải của mình về phía sàn nhà nhé. 3, 2, và 1. Từ từ hít vào, nâng người lên. Thở ra các bạn dựng chân trái lên này, vươn người về phía đằng trước, vòng tay trái qua phía đằng sau lưng, ôm lấy cổ tay phải và hít vào kéo thẳng khuỷu tay phải. Thẳng lưng nhất có thể đẩy ức về trước, giữ ở đây hoặc có thể thì thở ra vươn dần cầm về phía cẳng chân. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ thoát ra khỏi tư thế đi nào các bạn. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra nào, đưa chân trái về phía đằng trước, đặt ngang với gối phải. Khoảng cách giữa chân trái và gối phải để rộng bằng hông. Tay trái đặt trên gối trái, vòng tay phải chống ra phía đằng sau. Và từ từ hít vào, nâng hông, nâng ức lên cao, vươn tay trái về phía sàn nhà. Giữ và hít thở sâu ở đây, 5, cố gắng ấn mạnh chân xuống, đẩy ức lên cao nữa, 4, 3, 2, và 1, nhẹ nhàng thở ra vòng quay trở về. Bạn đưa chân trái đặt ra phía rìa ngoài của gối phải, vòng tay trái qua phía đằng sau lưng, hít vào vươn tay phải lên, thở ra đặt trỏ tay phải ra phía rìa ngoài của gối trái. Rồi chúng ta lấy khuỷu tay đẩy gối vặn cột sống, xoay cổ nhìn ra sau. Ai có thể thì vươn tay nắm lấy bàn chân phía bên trái. Giữ và hít thở sâu, 5. Các bạn chú ý là Hương đang ngồi ở vị trí là một chiếc gương phản chiếu của các bạn nhé. 4, 3, 2, và 1. Rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế, hít vào quay trở về, gập chân trái lại và đặt ria chân trái của mình xuống dưới sàn nhà. Sau đó mình gập nốt chân phải lại để hai gối chồng lên nhau. Rồi hai tay đưa sang ngang, hít vào, thở ra vòng tay trái qua lưng và vòng tay phải lên cao, gập khuỷu tay lại, hai tay đan lại phía đằng sau này, hướng khuỷu tay lên phía trần nhà, để cho lưng thẳng và hướng xương cụt xuống dưới sàn nhà. Hít sâu thở đều tư thế đầu bò, 5, 4, 3,
2. 1. Từ từ thở ra, đè toàn bộ cơ thể phần trên xuống đùi, kéo căng cho nhóm cơ di đùi phía bên trái ra. Tiếp tục nắm, hít thở sâu. 4. 3. 2. 1. Nhẹ nhàng hít vào, nâng người lên, giải phóng, đưa hai tay sang ngang, lắc tay lắc tay. Và thở ra, thả tay xuống, đưa chân về trước, xoay cổ chân và nâng gối lên xuống, thư giãn cho chân của mình đi nào. Chúng ta đổi bên nhé, cả lớp chúng ta gập chân phải lại áp vào lòng đùi trong của chân trái và dựng bàn chân trái. Ngồi ngay ngắn, hít vào vươn hai tay lên. Thở ra vươn dài người về trước, tay bám vào chân. Từ từ hít vào đẩy hông ra sau, đưa ức về trước, giữ lưng thẳng. Và thở ra từ từ hạ bụng, ngực và cầm về phía chân. Và giữ ở đây, hít thở sâu và ai không thể chúng ta lại áp lòng bàn tay xuống dưới sàn nhà. Giữ cho lưng thẳng, mắt nhìn theo chân. 5. 4. Cảm nhận sự căng giãn nhóm cơ phía đằng sau chân trái. 3. Nhớ mỗi lần thở ra chúng ta vươn dài cột sống về trước. 2. Và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, nâng người lên, vươn hai tay của mình lên cao. Thở ra vặn cột sống sang phía bên phải, thả khỉu tay phải, tay trái áp vào tai. Rồi mình xoay mặt hướng xuống dưới sàn nhà. Giữ và hít thở sâu. 5. Có thể thì vươn tay trái về phía sàn nhà cho căng hơn nhé các bạn. 4. Nhớ cả hai hông đều bám xuống sàn. 3. 2. Và 1. Từ hít vào, nâng người lên, dựng bàn chân phải lên các bạn. Thở ra nhoai, dài người về trước, vòng tay phải về phía đằng trước chân và vòng qua lưng nắm cổ tay trái. Hít vào nào, kéo thẳng khỉu tay trái nhất có thể, đẩy ức về trước. Và thở ra, giữ ở đây hoặc vươn cầm về phía cẳng chân. 5. Hít thở sâu. 4. Cố gắng giữ cho hai vai cân bằng với nhau. 3. 2. Và 1. Từ từ nào, hít vào, nhẹ nhàng nâng người lên. Thở ra đưa chân phải về trước, đặt ngang với đầu gối trái nhé. Đặt tay phải trên gối, tay trái vòng ra sau. Chống tay trái xuống dưới sàn nhà và hít vào, từ từ nâng hông, đẩy cao ức lên. Vươn tay phải về phía sàn nhà, giữ ở đây, mắt nhìn theo tay phải. 5. Hít thở sâu. 4. Cố gắng thẳng chân trái. 3. Đẩy ức lên cao nữa. 2. Và 1. Nhẹ nhàng vòng quay trở về đi nào các bạn. Nào từ từ đặt chân phải của mình ra phía rìa ngoài của gối trái nhé các bạn nhỏ. Nào mình vòng tay phải qua sau, hít vào, vươn tay trái lên, vươn dài cột sống. Thở ra đặt khỉu tay trái ra phía rìa ngoài của gối phải. Dùng khỉu tay đẩy đầu gối, chúng ta vươn thẳng cột sống, vặn cột sống, xoay cổ nhìn ra sau. Tay có thể chắp trước ngực hoặc ai có thể thì vươn tay trái nắm lấy rìa trong của bàn chân phải. 5. Hít thở sâu. 4. Mặt hướng ra sau, không nâng cầm đâu các bạn. 3. 2. Và 1. Từ từ hít vào nào, chúng ta quay trở về. Rồi thở ra này, chúng ta gập chân phải và gập chân trái lại về tư thế đầu bò. Nhớ lựa hai đầu gối sát nhau và hai mông đều chạm xuống dưới sàn nhà. Tay sang ngang, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra lần này vòng tay phải qua phía đằng sau lưng, tay trái vươn lên cao và gập hai khỉu tay lại. Hai tay đan lại ở phía đằng sau lưng. Lưu ý với các bạn là nếu như chúng ta không nắm được hai tay vào nhau á, thì chúng ta nắm vào hai đầu của khăn nhé các bạn nhé. Để xương cụt hướng xuống dưới sàn nhà, giữ ở đây, nằm, hít thở sâu. 4. Ba, cảm nhận khớp vai đang được tác động nhé. 2. Và 1. Rồi từ từ đè toàn bộ phần trên cơ thể của chúng ta xuống chân. Vẫn giữ tay của mình đan ở sau lưng. 5. Cảm nhận sự căng giãn nhóm cơ di đùi phía bên phải. 4. 3. 2. Và 1. Rồi nhẹ nhàng chúng ta nâng người lên nào các bạn. Nào mình nhẹ nhàng đưa hai tay của mình sang hai bên, lắc tay và thư giãn cho tay của mình. Kem ra đây nào. Đáng yêu quá. Yêu ơi là yêu. Kem đang có bầu đấy các bạn ạ. Sắp vỡ chum rồi.
thích được nũng nịu vuốt ve lắm. Thôi nào, chúng ta đưa chân về phía đằng trước nào. Mình lắc chân và thư giãn cho chân của mình để chân mình thoải mái sau khi mà chúng ta ngồi tư thế đầu bò. Rồi bây giờ chúng ta vòng hai tay qua phía đằng sau này, tay để rộng bằng vai và các ngón tay hướng thẳng về phía đằng trước. Cổ chân duỗi thẳng, chắc cơ đùi của mình lại. Hít vào, nâng hông và đẩy ức của mình lên cao, bám chắc lòng bàn chân xuống dưới sàn nhà. Giữ ở đây, nằm, cố gắng tiếp tục đẩy ức lên cao. 4 3 2 và 1, rồi nhẹ nhàng thở ra, thả hông xuống, dựng bàn chân lên. Hít vào, vươn hai tay và thở ra, kéo dài cột sống về phía đằng trước, tay nắm lấy chân đi các bạn. Bám người sát vào chân nhất có thể. Cố gắng vươn dài cột sống. Nếu các bạn cảm thấy thoải mái thì lấy tay phải của mình nắm vào cổ tay trái. Tay trái kết ấn lại và ngửa hai lòng bàn tay về phía đằng trước như thế này. Hít thở nhịp nhàng. 5 4 Đối với những bạn không thể bám bụng và ngực xuống đùi, các bạn cũng đừng lo lắng. Nâng ức lên, giữ cho lưng thẳng, áp lòng bàn tay xuống dưới sàn nhà, mắt nhìn theo chân như thế này nhá. Bà vẫn hít thở sâu và đều. 2 và 1, rồi nhẹ nhàng hít vào, nâng người lên. Chúng ta chuẩn bị đổi sang chuỗi tư thế tiếp theo nhé các bạn nhé. Nào, chúng ta ngồi ngay ngắn lên nào, mở chân phải sang ngang, giữ cái hông cân bằng, co chân trái lại và để gót chân sát vào xương mu nhất có thể. Từ từ thẳng lưng, hít vào, vươn hai tay sang ngang. Thở ra, nghiêng lườn sang phải, đưa tay phải về trước, tay trái áp sát vào tai, xoay cổ mắt nhìn lên. Hít vào về trung tâm. Thở ra xoay vai, vòng tay trái ôm lấy riêng ngoài chân phải, tay phải vòng qua lưng, cố gắng bám bụng sát đùi, xoay cổ nhìn ra sau. Tiếp tục hít vào, nâng người tay đưa sang ngang. Thở ra nghiêng lườn sang phía bên phải, xoay cổ nhìn lên. Thẳng lưng đẩy ức về trước. Nào, hít vào. Thở ra xoay vai, vòng tay trái ôm lấy rìa ngoài chân phải, xoay cổ mặt hướng ra sau. Vòng cuối mình giữ nhá, hít vào. Thở ra nghiêng lườn sang phải, giữ ở đây, nằm. Cố gắng thẳng lưng, có thể thì vươn tay trái nắm lấy chân. 4 3 Lật vai trái qua sau nào, đưa vai phải về trước, hạ thấp vai phải xuống. 2 và 1. Rồi chúng ta nhẹ nhàng nâng người lên, hít vào. Thở ra xoay vai nào, đưa tay trái nắm rìa ngoài của chân phải, xoay cổ nhìn ra sau, nằm. Bụng bám sát vào đùi nhất có thể. 4 3 2 và 1, rồi nhẹ nhàng chúng ta quay trở về nào. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, áp người về phía đằng trước, đưa sang phía bên phải một chút xíu nhé. Cố gắng hạ bụng xuống chân, hạ ngực và cầm xuống dưới sàn nhà. Vươn hai tay về phía đằng trước, tay rộng bằng vai, ốp lòng bàn tay xuống. Giữ 5. Trong trường hợp ai không hạ được bụng của mình xuống chân, chúng ta có thể nâng ức lên, tay vẫn ốp xuống dưới sàn nhà và để cho lưng thẳng như này là được rồi nhá. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ hít vào, nâng người lên đi các bạn. Nào, chúng ta co chân phải lại và mở chân trái của mình sang ngang. Gót chân phải sát vào xương mu nhá. Hít vào, tay sang ngang. Thở ra nghiêng lườn sang trái, xoay cổ nhìn lên. Hít vào về trung tâm. Thở ra vặn cột sống sang phía bên trái. Vươn tay phải nắm rìa ngoài của chân trái. Nhớ thẳng chân, mặt hướng ra sau. Hít vào. Thở nghiêng lườn sang trái. Tiếp tục nâng người lên, hít vào. Thở ra xoay vai, bụng bám sát đùi, xoay cổ nhìn ra sau. Vòng cuối chúng ta giữ lâu, hít vào. Thở ra nghiêng lườn sang trái. Cố gắng vươn tay phải của mình, nắm được chân thì càng tốt.
hạ thấp vai trái xuống, lật vai phải ra sau, 5, 4, thẳng chân trái, 3, kéo ngón chân về phía đầu đi các bạn, 2, và 1, rồi từ từ hít vào, nâng người lên, đưa hai tay sang ngang. Mở ra xoay vai, đưa tay phải nắm rìa ngoài chân trái đi nào, cố gắng bụng bám sát đùi, nằm xoay mặt hướng ra sau, 4, 3, 2, và 1, rồi nhẹ nhàng hít vào, nâng người lên, rồi thở ra bám người sát xuống dưới sàn nhà nhất có thể, dịch sang phía bên trái một chút xíu nhá, 5, hít thở sâu bám mông sát sàn, 4, nhớ là không bám được các bạn lại nâng ức lên thế này, 3, hoặc có thể hạ khuỷu tay xuống đều được, làm sao để cho lưng các bạn thẳng, 2, và 1. Rồi chúng ta nhẹ nhàng hít vào, nâng người của mình lên nào, thở ra ốp hai lòng bàn chân vào nhau về tư thế bươm bướm, là chúng ta đan tay chặn ở đầu ngón chân và nâng gối lên xuống. Mình thư giãn cho khớp háng của mình một chút xíu nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ mình mở hai chân của mình sang hai bên, tay nắm vào cổ chân, hướng bàn chân ra phía bên ngoài nhé các bạn. Từ từ đẩy ức về phía đằng trước, hít thở ở đây vài nhịp. Rồi bây giờ này, mình duỗi thẳng hai chân của mình sang hai bên, cố gắng mở sang ngang nhất có thể, và từ từ đưa tay về phía đằng trước, giữ cho lưng thẳng, cố gắng ấn xương mu dần về phía sàn nhà. Nếu các bạn cảm thấy chưa đủ độ căng giãn, có thể hạ khuỷu tay xuống. Có thể nữa thì vươn dài tay của mình về phía đằng trước, hạ bụng, hạ ngực và cầm của mình xuống dưới sàn nhà như thế này. Sẽ tùy vào độ căng giãn khớp háng của mỗi người nhá, độ linh hoạt của mỗi người khác nhau, thì chúng ta sẽ lựa cái trình độ nó phù hợp với mỗi người. Đây là trình độ mà các bạn đã căng giãn khá tốt rồi, nhưng bạn chưa đủ độ căng giãn thì chúng ta cứ nâng người, nâng ức lên cho ép cho lưng của mình thẳng là được nhá. Và chúng ta cứ giữ ở tư thế đấy, hít thở sâu và đều, thả lỏng dần cơ thể để khớp háng của mình được linh hoạt hơn. Và sau đó chúng ta thoát ra khỏi tư thế, từ từ nâng người lên. Rồi mình thu chân của mình lại, về lại tư thế bươm bướm, mình lỏng nâng gối lên xuống như này để mình thả lỏng và thư giãn cho khớp háng của mình một chút xíu. Rồi sau đó các bạn duỗi hai chân về trước, xoay cổ chân, thư giãn cho chân. Nào bây giờ chúng ta đặt lưng xuống dưới sàn nhà và chuẩn bị thực hiện tư thế cây nến này. Tay để dọc cơ thể ốp lòng bàn tay, từ từ đưa hai chân lên. Sau đó đưa chân về phía đầu, mình nhổm hông lên, lấy tay đỡ vào vùng hông của mình. Đối với những người mà có vấn đề về cổ vai gáy, mình đỡ ngang dùng vùng xương chậu thôi, thực hiện tư thế cây nến gãy. Những người còn lại á, chúng ta cố gắng này, đưa bả vai và khuỷu tay sát dần vào nhau. Mình cứ nhích từng bên một thôi, Tay mình sẽ đỡ xuống vùng lườn, đỡ sát vào vùng nách nhất có thể, dựng cột sống vuông góc với sàn và đưa ức của mình chạm vào cầm. Chắc cơ bụng lại, vươn thẳng chân lên phía bầu trời. Chúng ta giữ ở đây, hít thở sâu và đều. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi chúng ta nhẹ nhàng cuộn lưng và thả lưng của mình xuống dưới sàn nhà. Gập gối lại. Sau đó mình nhẹ nhàng hai tay đưa sang ngang, hít một hơi thật sâu và thở ra ngả hai chân sang phía bên trái, xoay mặt sang phía bên phải. Hít vào về trung tâm, thở ra ngả chân sang phải, xoay mặt sang trái. Các bạn vẫn co gối, cố gắng kéo gối về sát tay nhất có thể. Hít vào về trung tâm, thở ra ngả chân sang trái, xoay mặt sang phải. Hít vào tiếp tục nào. Thở ra, chúng ta đang thư giãn cho cột sống của mình sau bài tập rồi. Hít vào và thở ra, lần này ngả hẳn chân sang. Chúng ta xoay mặt sang phải và thư giãn ở đây một lát. Cứ thả lỏng toàn bộ cột sống ra nhé các bạn nhé. Nào quay trở về, hít vào và thở ra đổi bên. Tiếp tục thư giãn cho cột sống của mình ở đây một lát.
Nào hít vào, từ từ quay trở về, thở ra ốp lòng bàn chân vào nhau. Tay đặt trên vùng xương chậu này, lựa thắt lưng sát sàn, sau đó mình duỗi thân chân xuống phía bên dưới. Hai gót chân để rộng bằng với vai, thả lỏng hai chân. Tay buông dọc cơ thể và ngửa lòng bàn tay. Chúng ta về tư thế xác chết, mặt hướng lên phía trần nhà. Mời các bạn thư giãn toàn bộ cơ thể và tâm trí. Từ từ hít sâu, đẩy căng bụng lên. Thở ra, hóp bụng lại. Hít vào, căng bụng lên. Và thở ra, hóp bụng lại. Chúng ta giữ như vậy, hít thở sâu và đều. Khi hít vào, cảm nhận năng lượng đang được đưa vào cơ thể của chúng ta. Khi thở ra, đẩy hết mọi tạp niệm, mọi suy nghĩ độc hại và mọi độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta. Tiếp tục hít vào, tiếp thêm năng lượng. Thở ra đẩy hết mọi tạp niệm và độc tố ra ngoài. Chúng ta hít sâu, thở đều ở đây một lát nữa. Nào mời cả lớp nhẹ nhàng động đậy đầu ngón tay và đầu ngón chân. Lắc cổ chân, xoay khuỷu tay và thả lỏng khớp cổ tay. Từ từ chụm hai chân lại. Đưa tay lên qua đầu, đan tay và ngửa lòng bàn tay, ấn thắt lưng xuống sàn, hít một hơi thật sâu, duỗi thẳng đầu gối, cổ chân, bàn chân, ngón chân, căng cơ thể theo hai chiều. Thở ra thả lỏng, co cả hai chân lại nào, lấy tay ôm gối và hai chân bắt chéo vào nhau. Chúng ta lăn lưng lên xuống, cuộn tròn lưng và thu cái trán của mình về phía gối, vẫn nhắm mắt nhé. Thực hiện như vậy 5 đến 6 vòng. Cứ lăn lên lăn xuống như vậy nhá, thư giãn cho cuộc sống. Và vòng cuối cùng chúng ta ngồi thẳng dậy, đưa cơ thể về tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay đặt trên gối hoặc là đặt ở giữa lòng. Mời các bạn điều hòa lại hơi thở của mình. Hít vào và thở ra nhịp nhàng. Nếu các bạn đang tập vào buổi trưa hoặc buổi chiều thì chúng ta hãy giữ nguyên ở tư thế này và chúng ta hít thở nhịp nhàng, tập trung vào điểm giữa của hai lông mày, cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể của chúng ta. Còn nếu các bạn đang tập bài tập này vào buổi sáng thì chúng ta hãy tập thêm một bài tập thở nữa nhé. Bài tập thở này sẽ giúp cho các bạn tăng được dung tích phổi của mình này, làm mềm, dẻo và linh hoạt cho cái nhóm cơ ở xung quanh mạng lườn của mình. Và đặc biệt là nó sẽ giúp đưa thêm năng lượng vào trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta vẫn đang ngồi ở tư thế xếp bằng. Thả lỏng toàn bộ vai và tập trung chỉ vào khu vực ngực của mình thôi này. Từ từ hít vào, đẩy căng dần lồng ngực lên. Cố gắng nâng cao ức lên nhất có thể, căng hết nữa lên các bạn. Rồi nín thở đấy này. Thu cầm về phần dao của xương quai xanh, vẫn tiếp tục nín thở. Nín thở hết khả năng của các bạn nhé, cố gắng lên một chút xíu nữa. Hết hơi rồi thì từ từ nâng cầm lên.
và thở ra nhẹ nhàng, hạ ngực xuống, hạ ngực thấp xuống nhất có thể. Nào tiếp tục vòng thứ hai, hít vào từ từ đẩy căng lồng ngực lên, nâng ức lên cao, nín thở và thu cầm về phần giao của xương quai xanh. Vẫn tiếp tục nín thở ở đây nào. Hết khả năng của bạn rồi thì nâng cầm lên và thở ra nhẹ nhàng, hạ ngực xuống. Thêm một vòng nữa nhá, từ từ hít vào đẩy căng lồng ngực lên, nhớ thả lỏng vai, nín thở thu cầm về phần giao xương quai xanh, giữ ở đây, vẫn tiếp tục nín thở. Cố lên nào các bạn, nín thở hết mức có thể. Rồi nhẹ nhàng nâng cầm lên và từ từ thở ra, hạ ngực xuống. Rồi chúng ta hít thở bình thường nhé. Các bạn có thể thực hiện bài này 3 lần, 5 lần, 7 lần, tùy theo thời gian và tùy theo khả năng của mỗi người nhé. Sau khi kết thúc bài tập này rồi thì chúng ta hãy hít thở bình thường một lát, rồi chúng ta chuyển sang một bài tập thở thứ hai là bài tập thở luân phiên. Bài hít thở luân phiên này sẽ giúp cân bằng hệ thần kinh của các bạn, làm sạch các dây dẫn năng lượng và giúp làm dịu tâm trí cũng như là cơ thể của mình nhé. Chúng ta sẽ gập các ngón tay và lòng bàn tay, chỉ mở ngón tay cái ra thôi. Sau đó giữ nguyên ngón tay trỏ và ngón tay giữa áp vào phần mềm của lòng bàn tay và mở ngón tay út cũng như ngón áp út của mình ra. Thì ngón tay cái của bàn tay phải này chúng ta sẽ dùng để bịt mũi phải. Ngón tay áp út và ngón út chúng ta sẽ dùng để bịt mũi trái nhé các bạn nhé. Nào nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Đưa ngón út và ngón áp út bịt mũi trái. Thở ra bằng mũi phải. Mũi phải nào hít vào một hơi thật sâu. Lấy ngón cái bịt mũi phải. Thở ra bằng mũi trái. Bên trái nào hít vào nhẹ nhàng thôi cả lớp. Bịt mũi trái, thở ra bằng mũi phải. Mũi phải hít vào một hơi thật sâu. Bịt phải, thở trái. Hít trái, nào hít vào một hơi thật sâu. Bịt trái, thở phải. Bên phải hít vào một hơi thật sâu. Bịt phải, thở trái. Nào mũi trái hít vào một hơi thật sâu. Bịt trái và nhẹ nhàng thở ra bằng mũi phải. Rồi từ từ thả tay phải xuống gối. Chúng ta kết thúc bài tập thở này. Hít thở nhịp nhàng ở đây. Và tiếp tục cảm nhận nguồn năng lượng đang chảy trong cơ thể của chúng ta. Nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào nhau này. Xoa nóng lòng bàn tay lên. Chúng ta đang tạo năng lượng ở lòng bàn tay. Nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên mắt. Cảm nhận hơi ấm và năng lượng tỏa ra từ lòng bàn tay thư giãn mắt. Nào chúng ta nhẹ nhàng mở mắt. Từ từ đưa tay ra xa dần, mắt nhìn theo lòng bàn tay. Rồi chắp tay lại. Namaste. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tập ngày hôm nay cùng với Miss Hương Yoga rồi. Hy vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian vô cùng thoải mái, dễ chịu. Và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta đang tràn đầy năng lượng tích cực rồi. Mong là các bạn sẽ cùng với Miss Hương luyện tập bài tập này hàng ngày nhé. Và nếu như các bạn thấy bài tập này bổ ích, hãy giúp Miss Hương chia sẻ bài tập này để nhiều người hơn nữa chúng ta cùng nhau luyện tập. Chúc các bạn luôn luôn khỏe đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Và mong được gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!